mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha, và mình là Tiền ơi đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video đi xuống nhà Di Tú để mà nói chuyện Di Tú. Các bạn ơi, thì mấy bữa nay mình không gặp nó, mình cũng nhớ nó nữa. Mà hai đứa không nhắn tin nhau, không gọi điện cho nhau nè, thì mình cũng thấy là trong lòng mình rất là nhớ nó luôn. Hai đứa giận nhau mình cũng ngại nói này kia lắm vậy. Thì lúc giờ tụi mình đã xin lỗi nhau rồi, nhưng mà hai đứa vẫn làm sai hoài, xin lỗi hoài mà vẫn làm sai tối ngày. Xin lỗi, cứ đem từ xin lỗi hoài mà nhàm chán các bạn, nên mình không thích xin lỗi nữa. Bây giờ mình làm được thì mình há hứa, còn không làm được thì thôi. Nói chung là thanh niên Tú là người gây chuyện trước, thanh niên Tú là người mà nói chung là làm mình bực lên, rồi mình nổi cáo lên, rồi mình cọc với nó các bạn. Thì ngày hôm nay mình xuống dưới mình nói chuyện với nó xem thử nó trả lời mình như thế nào. Mình mong rằng là đi xuống rồi hai đứa sẽ giải hòa, rồi quay clip chung với nhau các kiểu với các bạn, rồi hy vọng là tương lai tụi mình sẽ không cãi nhau nữa, không có một cuộc cãi nhau nào nữa. Mâu thuẫn đó, nó rất là nhiều lần trong một ngày, hoặc là nhiều năm vài tháng á, làm công việc mà không có hiệu quả, mà hai đứa cứ cãi nhau hoài vậy, công việc nó không có hiệu quả, làm video nó nhạt nhẽo nè, nó không được hay. Mấy bạn xem nó sẽ nhạt nhẽo cái video hơn. Rồi tụi mình nó làm công việc thì nó sống không có hiệu quả hơn á. Thì hy vọng rằng là mình xuống dưới nói chuyện với nó xong thì hai đứa mình sẽ hòa với nhau. Mình cũng không có còn dặn nó gì hết trơn á, chỉ hy vọng rằng là hai đứa đừng có kiếm chuyện nhau thôi à. Kiểu dạng như là hai đứa sẽ nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, tình cảm hơn sau vụ này nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chạy đi xuống nhà nó. Mình đi bằng chiếc con radio của mình nha. Tuy là mình mua cách đây khoảng gần cả năm rồi các bạn, hình như là 7 tháng trời rồi đó. Thì lúc trước mình mua, mình có quay lại cho các bạn xem á, thì nó rất là mới. Tuy là bây giờ nó hơi cũ thôi, tại vì cái đợt mình bị té xe các bạn, nó hơi cũ, bị chạy, mình chưa có tiền để mà đi thay cái kiếng xe nè, rồi làm mình chưa có tiền để mà đi sơn á. Hy vọng trong tương lai mình sẽ có tiền rồi đi sửa sang nó lại cho nó đẹp như trước nha các bạn. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Con xe này cũng gắn bó với mình gần cả năm rồi, mình cũng rất là yêu thương quý đó luôn á. Đây là lần đầu tiên mình có tiền mà mình tự tay mua xe cho mình luôn. Nó hơi dơ các bạn không cảm nha, tại vì mình đi Tây Ninh hổm gài đâu khoảng một tuần rồi, nên nó rất là dơ, bụi bẩm bám đầy xe luôn. Bây giờ mình sẽ đi bằng chiếc này, thì em mình đang là người quay cho mình đó, mình sẽ đi chung với em mình luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi nha các bạn. Các bạn ơi, hiện Tú nó rất là phải ăn thuốc lốt luôn, mình sẽ mua thuốc lốt về đem dưới cho nó ăn nha. Các bạn ơi, mình mới qua nhà nó luôn á. Bây giờ hai đứa mình ngồi ở ngoài cái bờ kè ngoài sông để mà đợi thanh niên nó về. Tụi mình xui quá à. Khốn dữ à. Đi nãy giờ kiếm bả mệt hết chết luôn. Vô đây tụi mình kêu một ly đá me. Chứ vô quán ta ngồi không kêu nước từ lắm nha. Mà tụi mình có mua hai chai sữa với lông xiên nè. Sữa uống ngon không? Ngon. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ gọi cho thanh niên Tiến thử nó đang ở đâu nha. Nãy giờ mình gọi quá trời luôn mà không thấy bắt máy. Bây giờ mình sẽ gọi thêm một cuộc nữa để bật loa cho các bạn nghe nha. Alo, em nghe nè. Em với Tú đang
đâu rồi? Nãy giờ chị gọi quả không bắt máy. Chị đang ở dưới gần nhà nó nè. Dạ em biết chị Tiền đây, trên nhà ba nuôi của chị Tú nè. Chị Tiền nào anh em? Em ở trên nhà ba nuôi của chị Tú. Ủa? Đang câu lãnh hả? Dạ. Rồi chừng nào về? Dạ không chờ, chắc chiều em về chị. Trời thanh niên nè, biết vậy sáng đi nhắn tin tụi bay được rồi, tính xuống cho bất ngờ, ai ngờ đi qua cầu lãnh nè hả? Ồ chị đi xuống nhà chị Tú hay gì vậy? Ồ chị đang với nhà anh Tú, nãy chị lợi nhà hỏi mẹ anh Tú, nói anh Tú đi quay clip rồi. Ở trên này lên đây chơi thăm ba nuôi của chị Tú nè, rồi đi quay clip, sẵn quay clip lên thăm luôn á chị. Ồ vậy có gì chị ngồi ở đây đỡ tới chiều cũng được, thôi vậy đi chơi đi. Trời trời vậy bà lo tranh thủ thời giờ đi, bà rảnh thôi bà ngồi đó bà đợi, không biết chị nào chị Tú quay xong clip mà bà ngồi đó, sáng mai để em kêu chị Tú về cũng được. Thôi vậy em đi chơi đi, có gì thôi chị về cũng được, mai xuống. Dạ có gì mai em nói chị Tú cho. Rồi ok. Dạ. Làm chạy từ Chi Tôn đi xuống Long Xuyên đi qua chợ mới kiếm bà mẹ, nãy giờ rút mấy chai nước rồi đó. Đi về nha, hay là ở đây là hơn. Đi ăn mì cay không? Sao cũng được. Bỏ thời gian từ sáng giờ đi từ Long Xuyên. Cái gì? Từ Chi Tôn đi xuống Long Xuyên qua Phạm Hòa, cái qua nhà anh Tú. Bên An Khánh gì các bạn. Đi qua bển thì mẹ anh Tú nói là anh Tú đi quay clip rồi, không biết đi đâu. Vậy bây giờ mình gọi được thanh niên Tiến thì nói qua tới câu lãnh luôn rồi. Qua nhà ba nuôi quay clip các bạn thì sẵn tiện mình dắt em xuống đây đi cho dẫn nó đi vòng vòng Long Xuyên chơi rồi đi ăn mì cay. Ok bây giờ tụi mình sẽ chắc chắn đi ăn mì cay đó. Sáng giờ tụi mình đói quá các bạn ơi. Chị sáng giờ không ăn gì luôn á, ngồi đợi chị Tú mà ha, đói bụng chết luôn.